Củ qua dưa leo gà 10 kg, bắp cải 2 bắp 15 sổ luôn. Lên 10 trứng này đi. Này là trứng con gà gì chị? Ủa, gà ta, nó nhỏ xíu ha. Trứng này ngon hơn trứng kia. À, đây cô bán quá trời cây ha. Có cái cây này là cây gì hả con? Kim tiền, nó có bông không? Phong thủy nữa hả? Cô bán nhiều cây phong thủy quá ha. Ờ, gì phong thủy vậy, tăng coi theo tuổi đó. Vậy hả? Ờ. Ôi, ở có phong thủy không trời? Không, không. Không có phong thủy. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị một ngày mới an lành và hạnh phúc. À, hiện tại Sài Gòn bây giờ là 5 giờ rưỡi, gần 5 giờ rưỡi ngày 10 tháng 1 năm 2020. Và chúng ta đang có mặt ở đây là bến Hàm Tử và ngay giao lộ Trần Bình Trọng. Mình lên tí nữa thì có trường Hàm Tử nè, trường tiểu học Hàm Tử, và ở đây có rất nhiều nhà kho của ngày xưa. Và hôm nay một buổi chiều đi làm về thì em đi lên chợ Hòa Bình, chợ Hòa Bình mua trứng. Sẵn đây chia sẻ với anh chị và các bạn những hình ảnh ở chợ chiều ở đây để chúng ta xem chơi cho vui nha. Những ngày để xem những ngày cuối năm, những ngày gần Tết thế này thì chợ chiều, chợ Thái Bình, ở chợ Hòa Bình có bán cái gì lạ lạ hay không ha. Ở đây mình thấy những cái nhà của ngày xưa nè, một phần của những ngôi nhà này đã bị gỡ rồi để nhường lại một phần đất cho con đường đại lộ Võ Văn Kiệt này. Ngày xưa ở đây chắc có lẽ là cái kho, cái hãng xưởng gì đó. Và ở đây là ngay cái đầu hẻm 146, đầu hẻm 146 Hàm Tử. Và cái hẻm này hôm bữa mình có đi vô một lần rồi nè, 144 chứ. Tại cái nhà tôn này là 146 nè. Không biết nhà tôn này ngày xưa làm gì nhưng mà ngày nay thì thấy đóng cửa để lâu lắm rồi. Đó, và ngày nay cái hẻm này có địa chỉ mới là 740 phường 1 quận 5 nè. 740 Võ Văn Kiệt, phường 1 quận 5. À, rồi chúng ta tiếp tục ha. Sẵn đi chợ rồi cũng lia lia vài hình ảnh để bà con xem chơi cho vui. Nếu mà các anh chị đã từng có thời gian gắn bó đây thì hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại ngôi trường bến Hàm Tử, một ngôi trường cũng khá khang trang. Không biết ngày xưa thì có khang trang thế này không. Đi lên tí nữa là chợ Hòa Bình đây nè. Mình nhìn bên kia xong là quận 8 đó. Những cái dãy nhà ven sông thì bây giờ không còn nữa ha. Nhớ ngày xưa đi con đường này đến cái đoạn bến Hàm Tử này ổ gà không à, ổ gà ổ voi không à. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy rất là khác biệt ha. Đây là cái khu vực bệnh viện Chợ Quán, cũng là bệnh viện nhiệt đới ngày nay đó. Thường thì các bệnh viện ở Việt Nam thì luôn đông đúc, những cái hàng quán ở phía trước này, những cái xe bán đồ ăn phục vụ cho người thân nhân đi thăm bệnh đó. Buổi chiều Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc, kẹt xe.
ta đứng ở đây nha, lại chen chen mất công nó đông đúc, người ta bóp kèn nhôi đó. Ngày xưa ở đây là bệnh viện chấn thương, bệnh viện tâm thần á, bệnh viện 192 Hàm Tử, và ngày nay cũng là bệnh viện tâm thần luôn. Nhưng mà số bên đây là số khác à, số bên đây là 766. Hôm nay chúng ta đi chợ chỉ mua trứng thôi. Trứng thì ở đâu cũng có bán rồi, nhưng mà muốn đi chợ chơi cho nó vui mà. Chứ siêu thị cũng rất là nhiều, ra những cái shop tiện lợi cũng rất là nhiều. Ở đây là giao lộ Quỳnh Mẫn Đạt. Mình đợi đèn đỏ chút xíu nha. Bên trong đây là khuôn viên của bệnh viện tâm thần 192 Hàm Tử. Còn rất là lâu, không 30 giây nữa. Ngay đây có cái cầu vượt để đi qua quận 8 luôn nè. Rồi, ta tiếp tục nha. Mình sẽ không đi thẳng, không đi theo con đường Võ Văn Kiệt nữa, mà chúng ta sẽ đi thẳng theo cái hướng này để đi vô chợ nè. Không biết bây giờ chiều chợ có bán gì lạ lạ không, chứ thường chợ này buổi chiều hay bán đồ đồng quê. Buổi chiều người ta nhậu hai ba vô. Buổi chiều cái gì cũng sổ luôn. Bữa nay người ta bán kiệu rồi đó. Đây, lấy 10 trứng này đi. Này là trứng con gà gì chị? Ủa, gà ta, nó nhỏ xíu ha. Trứng này ngon hơn trứng kia. Bao nhiêu tiền? À, có đủ luôn. Cảm ơn. Chúng ta đi lên đây chút xíu nha, coi có gì nữa hay không. Rau cải. Bạn đồng nhỏ thích ăn trứng này. Để ông vòng cho lụm, cho lụm xong cái đi luộc. Thích cảm giác được lụm trứng. Khu này là chợ cá. Và bên kia tí nữa là chợ cá Đào Tấn. Nghêu 35.000 kg. Chợ chiều cũng
vắng, không có đông. Có rào cái các anh chị nào mua hải sản thì mình ra đây ha, khu vực chợ cá Đạo Tấn này rất là nhiều, hoặc là chợ Sớm Chiếu. Mình qua đây là đường Đạo Tấn nè, đây lên tí là Trần Tuấn Khải, để em vòng trở lại con đường lúc nãy xem sao. Tại bữa thấy cái chị đó bán bắp ngon, bắp Mỹ, nhưng mà hôm nay không thấy chị. Con đường Trần Tuấn Khải ngày nay nè, ngày xưa là Nguyễn Quỳnh Đức đó. Nếu cô chú anh chị có ở đây ngày xưa thì mới có ký ức về ở đây, ký ức về con đường Nguyễn Quỳnh Đức. Mình quẹo qua đường Bạch Vân nha, lúc nãy mình mua trứng ở đường Bạch Vân đó. Bây giờ chợ chiều cái gì cũng sổ luôn hết. Ừ, những cái trái cây buổi sáng thì nó tươi hơn, buổi chiều nó bị héo héo. Chắc ly trễ quá, bắp hết rồi. Cái cây lưỡi hổ này nó có bự không con? Trồng nó bự lắm. Ồ vậy hả? Ủa cái này là cây con à? Nó có bông không con? Nó không có bông, nó là trong khoai thai, trong lòng một cái đó, nó là phong thủy mà không có bông. À, phong thủy hả? Cái này nè, là có bông này, có cái đỏ đó, chứ cái đỏ này có bông nè. Cái đỏ này là cây gì? Cây ngọc lông. Này chắc phải về vô chậu lớn nó mới có bông được ha. À, còn cây ớt. Cây ớt nhỏ xíu. Ớt này bán nhiêu cậu vô? Ớt này ăn được. Ớt này ăn được không con? Ớt này ăn được không? Vậy hả? Nhỏ xíu hả? Thôi ớt cay mụn. Đang lấy con chậu này đi hả? Ủa nó có ra trái nữa không hay là một đợt này thôi? Đâu ra nữa nè, mấy cái này nó lớn lên mình ăn trước cái này đi. Cái đó là mình ăn trước. Về con vô cái chậu bự. Thấy cái gì cũng muốn mua. Chiều chiều đi chợ đỡ buồn. À, đây cô bán quá trời cây ha. Có cái cây này là cây gì hả con? Cây đó là kim ngân, kim tiền. Kim tiền, nó có bông không? Phong thủy nữa hả? Cô bán nhiều cây phong thủy quá ha. Ừ, gì phong thủy vậy, tao coi theo tuổi á. Vậy hả? Ôi, ở có phong thủy không trời? Không có phong thủy á. Coi theo tuổi, cô biết coi tuổi không? Không, biết. Nghe người ta nói vậy mình không biết nữa. Ông cô đây bán bữa tối không hả?
sáng tới tối hả? Vô đây 10 mấy triệu á. Dạ, vốn nặng hơn rồi. À, không phải 10 mấy triệu tiền lô không, giờ tới Tết. Nếu chợ đen á, còn nhà nước thì 3-4 triệu mà. Cô là chợ đen hả? Ừ. 10 mấy triệu là 1 tháng hả? Đâu, bữa nay ra lô nè, tới Tết là 15 ngày. Ủa, nay tới Tết là tháng mấy hả? Đâu 15 ngày nữa hả? Ủa, 15 ngày là 10 triệu hả? Ừ, thử mất. 1 ngày 1 triệu? Ừ, mấy người vậy, tầm đúng vậy. Dữ? Đâu thể đâu. Bây giờ không có một người vậy. Trời. 70 năm mới được. Còn phải lâu năm mới ngồi được. Chứ họ nhiều người ngồi được lắm. Không ai ngồi được. Ủa, Tết thì cô có bán gì thêm không? Hay là nhiêu đây thôi? Nhà bữa có thêm bông nữa không? Bữa thêm chứ, con lấy giúp lại cho con. Rồi, để bữa con có gì con ra tiếp. Con thấy bông này đẹp nè, không biết bông gì. Sống đời, ô nó nhiều màu vậy con. Ở nhà má cũng thích cái loại bông này lắm. Nó có hai màu luôn con, màu đỏ màu vàng. Ba màu luôn. Để con dọn cái sân xong cái mua thêm. Rồi, cảm ơn con ha. Ồ. Rồi chúng ta bắp cải 2 bắp 15 tổ luôn. Hôm qua dưa leo là 10 kg bắp cải 2 bắp 15 tổ luôn. Rồi, chúng ta đi về thôi. À, theo cô chia sẻ thì cái chỗ cô bán đó là 15 triệu cho 15 ngày ở chợ. Cô nói là chợ đen là tại vì cái chỗ đó không có nằm ở trong cái diện tích của sạp hay là cái chỗ để bán, nên thành ra chỗ đó gọi là chỗ đen. Là 15 triệu đăng ký được cái chỗ ngồi như vậy. Trong vòng 15 ngày, một ngày chi phí ngồi tính ra cũng lớn quá. Trời. Bán bông bán quà thấy đâu có lợi nhiều đâu mà sao chi phí lớn vậy ta. 15 triệu là gần 700 đô mà bán một cái chậu lại lời mấy chục ngàn. Mỗi chậu mấy chục ngàn mà lời khoảng chừng 50 ngàn gì mà một ngày phải 1 triệu tiền mặt bằng rồi. Căng ha. Rồi số hình ảnh ở chợ Hòa Bình. Gửi cô chú anh chị và bạn xem chơi cho vui nha. Mỗi chiều chúng ta làm việc vất vả. Rồi cái mình đi chợ, mở tivi lên xem chợ ở Sài Gòn như thế nào, có buổi chiều ở chợ cảnh sinh hoạt bà con ra sao. Nhân đây cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Năm TV. Có rất nhiều comment về những con đường, những ngôi nhà, những yêu cầu, nhưng mà cô chú anh chị thông cảm nha, cho em thời gian nha để em sắp xếp, chứ bây giờ quá trời luôn, bây giờ rất là nhiều. Bây giờ ban ngày thì em đi làm, trưa thì có bữa có việc phải đi nên không có quay phim buổi trưa. Chứ mấy tháng trước thì trưa rảnh, mấy tháng gần Tết này rất là nhiều việc. Chỗ này đèn đỏ mình được đi thẳng ha, để nhiều khi cô chú anh chị trong clip nhìn không có rõ đó. Còn khoảng 15 ngày nữa là Tết rồi, thời gian qua nhanh thiệt. Những ngày này tất cả những công ty, những ngân hàng đều làm việc cực lực để kết thúc cái công việc tồn động, để qua năm chúng ta bắt đầu một cái hành trình mới. Một số hình ảnh ở chợ Hòa Bình, đi mua trứng rồi đi vòng vòng kiếm trái bắp nhưng không ra. Thấy cô bán
cây ớt rồi cây kim tiền nữa, thấy cũng đẹp đẹp, rồi ủng hộ cô. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và cảm ơn cô đã giúp con thực hiện cái video clip này. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại, bye bye quý anh chị và các bạn. Các anh chị muốn có khi nào có nhu cầu mua hoa thì đến chợ Hòa Bình, chợ Hòa Bình ngay góc Nhiêu Tâm và Bạch Vân, có một cô bán hoa, bán bông qua đó, thì chúng ta rảnh thì ra đây mua ủng hộ ha. Rồi bye bye các anh chị và các bạn.